Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tà thuyết đấu tranh tôn giáo của đảng Ngày 14 tháng 8, báo Tiến dân đăng bài Đảng Cộng sản Việt Nam và Tà thuyết đấu tranh tôn giáo của luật sư Đào Tăng Dực từ Úc Châu, hình ảnh bài trên báo Tiến dân. Theo quan điểm của tác giả, các đảng Cộng sản trên thế giới từ Liên Xô đến Trung Quốc, Triều Tiên đến Việt Nam đều cướp chính quyền và bám giữ chính quyền qua sự đề xướng và thực thi hai mệnh đề chính trị căn bản. Mệnh đề thứ nhất, đấu tranh chính trị là đấu tranh giữa các giai cấp xã hội. Đây là mệnh đề xuất phát từ Karl Marx, cho rằng xã hội loài người phát triển dựa trên đấu tranh giữa giai cấp, giữa giai cấp tư bản bóc lột và giai cấp vô sản bị bóc lột. Một khi giai cấp vô sản chiến thắng và thiết lập một nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, thì sẽ không còn mâu thuẫn nội tại và thiên đường xã hội chủ nghĩa sẽ hình thành. Mệnh đề thứ nhì, đấu tranh giữa các đế quốc thực dân và các quốc gia thuộc địa là một sự nối dài của đấu tranh giai cấp do Lenin khởi xướng. Lịch sử thế giới đã chứng minh cả hai mệnh đề này đều là tà thuyết, chỉ mang tính huyền thoại. Tuy nhiên, theo tác giả, đảng Cộng sản Việt Nam còn có một mệnh đề thứ ba rất nguy hiểm đấu tranh giữa công giáo và Phật giáo Việt Nam. Mệnh đề này không phổ biến trên trường quốc tế, nhưng chúng đã giúp rất nhiều cho Đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng tại miền Nam. Tác giả phân tích, người Cộng sản Việt Nam đã thuyết phục được rất nhiều người trong hàng giáo phẩm Phật giáo, tín đồ Phật giáo miền Nam và sự kiện này đã giúp cho họ chiến thắng trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Chiến thắng của họ bắt đầu đậm nét từ cuộc đảo chính lật đổ các ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu năm 1963 và ngày càng đậm nét với việc giáo hội Phật giáo xuống đường liên tục sau đó. Mệnh đề thứ ba này có tính chiến lược đối với Đảng Cộng sản Việt Nam vì không những nó giúp cho họ chiến thắng mà còn tiếp tục giúp họ duy trì quyền lực tại Việt Nam. Hình ảnh một đại lễ Phật đảng được tổ chức hoành tráng tại Việt Nam tác giả nhận định đã phá mệnh đề này là một điều kiện tiên quyết trong tiến trình dân chủ hóa việt nam tác giả nhận định ý niệm xung đột tôn giáo giữa phật giáo và công giáo là một biện minh có tính ảo giác do đảng cộng sản việt nam dựng lên và hoàn toàn không có căn bản nguyên thủy tác giả lấy dẫn chứng từ các quốc gia xã hội đông á cùng một nền văn hóa và chiều dài lịch sử như chúng ta là đài loan hồng kông nhật bản nam hàn đã trở nên là những xã hội đa tôn giáo thành công và mọi tôn giáo hiện diện đều hoạt động hài hòa trong khuôn khổ của hiến pháp và luật pháp tính hòa giải các xung đột giữa mọi thành phần trong xã hội dân sự là một nét đặc thù của một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên chân chính tác giả tin tưởng rằng trong một nền dân chủ tương lai tại việt nam tất cả mọi tôn giáo từ công giáo tin lành hòa hảo cao đài và nhất là phật giáo sẽ như những đóa hoa tuyệt đẹp tô điểm cho non sông đất nước Việt Nam. Mệnh đề thứ ba này của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn là một tà thuyết ngoại lai cần phải vứt vào sọt rác của lịch sử. Tác giả kết luận, một khi mệnh đề thứ ba của Cộng sản Việt Nam bị dập tắt và hiện nguyên hình là một tà thuyết mị dân, một khi những người Phật tử Việt Nam hiểu rõ mình bị lừa gạt từ nhiều thập niên, một khi hàng ngũ giáo phẩm Phật giáo ý thức được thực trạng này, và vượt thoát vòng kềm tỏa của mặt trận Tổ quốc, một khi mọi thành phần tôn giáo cùng đồng hành với dân tộc trong tiến trình dân chủ hóa đất nước thì những cuộc biểu tình vì môi trường sống trong tương lai hoặc vì dân chủ và nhân quyền sẽ có thể quy tụ hàng trăm ngàn người và chế độ cộng sản Việt Nam sẽ nhanh chóng cáo chung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ta thuyết đấu tranh tôn giáo của Đảng vụ nguyễn văn trưởng đảng không muốn vạch áo cho người xem lưng bài viết dưới đây của tác giả phạm quý thọ phó giáo sư tiến sĩ nguyên trưởng khoa chính sách công học viện chính sách và phát triển về vụ án nguyễn văn trưởng hình ảnh bài viết trên facebook cá nhân của tác giả tác giả phân tích vụ án nguyễn văn trưởng dưới ba khía cạnh tính nghiêm trọng với chế độ vai trò của mạng xã hội và trách nhiệm giải trình của đảng theo đó tác giả cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng với chế độ thứ nhất bởi vì trong vụ án này người bị hại là một sĩ quan cảnh sát khiến cho vụ việc trở nên nghiêm trọng không chỉ về đạo đức mà còn nghiêm trọng với chế độ trong chế độ đảng cộng sản toàn trị xã hội bị phân chia bởi sự tương phản giữa chúng ta và chúng nó chúng ta bao gồm những người của đảng nhà nước họ làm việc trong hệ thống chính trị họ gọi nhau bằng đồng chí vì có cùng chí hướng, gắn kết và chung hành động vì giáo lý chủ nghĩa xã hội, được duy trì bởi chế độ biên chế và đặc quyền đặc lợi. Trong đó, lực lượng vũ trang nói chung và công an nói riêng là công cụ chuyên bảo vệ chế độ và tấn công phản động, tội phạm. Chúng nó, bao gồm số đông còn lại của xã hội, bị coi là ngoài chế độ, ngoài biên chế đảng nhà nước. Khi một thành viên chúng ta, một viên sĩ quan cảnh sát trong vụ việc bị hại, cả chế độ sẽ phản ứng cả hệ thống chính trị vào cuộc cơ quan hành pháp công an điều tra cơ quan tư pháp viện kiểm sát tòa án truy tố và xét xử vụ việc nhanh chóng bị xử lý và kèm theo yếu tố tăng nặng dẫn chứng không hiếm khi theo dõi tòa xử các vụ việc tương tự thứ hai vai trò mạng xã hội trong bối cảnh xã hội dân sự không thể tồn tại trong lòng chế độ và nhà nước độc quyền trong lĩnh vực thông tin truyền thông thì mạng xã hội đóng vai trò quan trọng cung cấp tin tức đa chiều về vụ việc. Vụ án xảy ra 16 năm trước, năm 2007, và dường như đã nguội đi, mọi cánh cửa cứu xét oan sai đã bị khép lại. Tuy nhiên, mạng xã hội đã vào cuộc khi gia đình được thông báo nhận xác hay trò cốt của tử tù vào đầu tháng 8 năm 2023 sự đồng cảm về nỗi đau đã lan truyền và làm lay động lương tâm của một số người. Một bức thư của tử tù được giấu trong con rối tự chế từ sợi bao gai gửi về cho gia đình kể về hình phạt đã phải chịu đựng. Cuộc phỏng vấn với người em trai tử tù và các nhân chứng cho ngoại phạm đã bị từ chối thế nào tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố Hải Phòng. Hình ảnh cha tử tù Nguyễn Văn Trưởng miệt mài kêu oan cho con tin về một cựu đại biểu quốc hội 14 nhắn tin và được phản hồi từ chủ tịch nước rồi tỉnh Nguyễn Thư thư kiến nghị tiếng nói đến từ đại diện các tổ chức quốc tế khả năng xem xét lại vụ án từ những thay đổi luật pháp từ năm 2015 tất cả tạo nên tia hy vọng được nhóm lên cho gia đình tử tù Mặc dù còn xa mới tạo ra được sức ép với chế độ nhưng mạng xã hội đã tạo nên tác dụng to lớn trong một môi trường mà tính chuyên chế đã khiến cho nỗi sợ hãi trở nên một đặc điểm cơ bản của nền văn hóa. Thứ ba, trách nhiệm giải trình, chế độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình luôn thiếu vắng trong chế độ tập quyền trong môi trường văn hóa truyền thống và tư tưởng toàn trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình thức giải trình trách nhiệm của nhà cai trị đối với người dân vẫn mang tính đạo đức. Chẳng hạn như trong các vụ an sai như hành vi ép cung chết bất ngờ trong đồn công an, thủ tục, tố tụng hay án bỏ túi, có thể chỉ được coi là những vấn đề nội bộ và xử lý trong tổ chức. Giả sử có sai sót nghiệp vụ hay có chủ đích, nhưng nếu lật lại vụ việc thì khác nào là vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai và vì vậy hãy đóng cửa bảo nhau. Dư luận đang kêu gọi cựu thủ trưởng cơ quan điều tra công an Hải Phòng, người trực tiếp chỉ đạo vụ tử tù này, hãy thức tỉnh lương tâm và lên tiếng vì công lý. Quan điểm là tất cả, đặc biệt là khi xem xét niềm tin của họ, là chế độ tập quyền giới lãnh đạo toàn trị có xu hướng bảo vệ quan điểm của mình bằng mọi giá. Quay lại với vụ tử tù Nguyễn Văn Trưởng, tác giả kết luận rằng đây chính là giải pháp chính trị khó khăn đối với chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin vụ Nguyễn Văn Chưởng đảng không muốn vạch áo cho người xem lưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d